Nhận định bóng đá Arsenal với Southampton. 1 giờ ngày 17 tháng 12, vòng 13 Premier League. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Chuỗi không thắng liên tiếp của Arsenal tại Premier League đối diện với nguy cơ chạm mốc 6 trận khi pháo thủ phải nghênh đón một Southampton nửa năm qua chỉ mới thua đúng một trận sân khách. Xem ra ngày nòng pháo vươn lên trời cao lại tiếp tục phải chờ. Nhiều người đang nói vui rằng, sứ mệnh của Arsenal tại Premier League mùa này là phá vỡ những kỷ lục. Buồn, bởi hiện tại, mùa bóng mới trôi qua vỏn vẹn 12 vòng đấu mà pháo thủ đã tạo ra hai dấu mốc lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Premier League. Thứ nhất, với 4 trận sân nhà liên tiếp toàn thua, Arsenal lần đầu tiên trong lịch sử Premier League thảm hại đến thế tại tổ ấm. Nếu tính toàn bộ chiều dài lịch sử thì đây là lần đầu tiên kể từ năm 1959, pháo thủ mới nhận một cú cốc cơ thua trên sân nhà. Thứ hai, với thành tích chỉ ghi vỏn vẹn 10 bàn thắng sau 12 trận đầu, Arsenal đồng thời cũng lần đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi bàn tệ đến thế. 5 trận Premier League vừa qua pháo thủ chỉ ghi được đúng một bàn thắng pha lập công của Gabriel Magalhaes trong trận thua 1-2 trước Wolves. Dường như số phận đang muốn dồn Arsenal vào đường cùng khi họ chuẩn bị cho trận đấu buộc phải thắng hôm nay với một danh sách khá dài những cầu thủ phải vắng mặt vì chấn thương và thẻ phạt. Hector Bellerin đã lĩnh đủ 5 thẻ vàng và sẽ bị treo giò trận này. Granit Xhaka dĩ nhiên là vắng mặt vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ mà huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng không thể chấp nhận được mới đây. Thomas Partey thì vẫn đang dưỡng thương. Mesut Ozil đã bị loại khỏi danh sách. David Luiz đang bị chấn thương phần đầu. Ngay cả khi hội tụ đầy đủ đội hình mạnh nhất mà Arsenal còn không biết ghi bàn ra sao và phòng ngự thế nào cho hiệu quả thì liệu đội hình rách nát hôm nay của Arteta sẽ làm nên trò chống gì trước một Southampton đang ở phong độ khá cao. Southampton đang ở thái cực hoàn toàn đối nghịch với Arsenal khi đang chiếm trệ ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng tính đến trước khi loạt trận giữa tuần này bắt đầu. Với 23 điểm sau 12 trận, đây chính là mùa Premier League tốt thứ nhì trong lịch sử Southampton, chỉ kém thành tích mùa 2014-15. Thậm chí nếu đánh bại Arsenal ở trận đấu này, Southampton còn tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, chí ít là trong vài giờ đồng hồ. Và trong khi Arsenal bất ngờ toàn thua cả 4 trận sân nhà gần nhất thì Southampton lại luôn đóng vai một vị khách khó chịu trong suốt nửa năm qua. Từ tháng 6 đến nay, Southampton mới thua duy nhất Crystal Palace khi phải làm khách tại Premier League. Họ từng cầm hòa Man United tại Old Trafford, hòa Chelsea tại Stamford Bridge, khiến Carlo Ancelotti phải chia điểm trên sân Goodison Park, đi tới 4 bàn thắng vào lưới hiện tượng Aston Villa. Southampton thậm chí còn đang nằm trong top 4 những câu lạc bộ có phong độ ghi bàn trên sân khách tốt nhất Premier League mùa này. Họ đã ghi được 11 bàn thắng vào lưới các đội chủ nhà, chỉ kém Man United 16 bàn, Leicester 15 bàn và Tottenham 14 bàn. Hôm nay, mảnh lưới của Arsenal có lòng bình yên trước Southampton. Gặp một đối thủ cứng như Southampton, khả năng Arsenal thua trận sân nhà thứ 5 liên tiếp là khá lớn. Dự đoán 1-2.